Mình sửa đổi chương trình cho cái con bò này ha, bò này, một dạng của BC đó ha. Đây thì mình sẽ có cái này rút BTTL này ha. Mình sẽ cắm vào và mình đổ chương trình cho con này ha. Này thì chọn con này là RS 232 thôi ha. Thì mình chỉ cần lấy những cái chân là RXTX ha. 3 giây thôi, RXTX in, in đi. Cần thì mình thêm 5V nữa ha. Đấy. RX thì mình nối qua TX, TX thì mình đấu qua RX ha. Thì mình đấu chéo cho nhau để truyền nhận thôi ha. Truyền nhận theo kiểu RT đấy ha. Mình sẽ cắm cái cấp nguồn trong này, cắm cáp vào, cắm USB vào và cắm vào đây và đổ chương trình cho nó ha. Mình sẽ tạm dừng. Đấy thì mình cắm vào ha, cắm cáp vào và cắm cái dây cáp USB vào ha. Xong mình sẽ mở cái phần mềm gỡ tuộc lên ha, gỡ tuộc lên. Rồi. Và mình kiểm tra trong device ha. Mình kiểm tra trong device coi nó nhận cái driver của cái này chưa ha. Cái này mình đã cài này ha, device này ha. Mình sẽ vào device trên cái máy tính ha. Qualcomm này ha, lên nhận này, ha. Chip này ha, Ruby UART này ha. COM3 này ha. Đây, nhận này. Xong mình sẽ đổ dắt ha. Mình sẽ mở cái chương trình của mình đang viết ra ha. Đây mở cái chương trình mình đang viết đây ha. Mình sẽ vào online này ha. Jensen này ha. Này, COM3 này ha. Cái tốc độ bâu là 9.6 ha. Con này ok ha. Connect test này ha. Ok này ha. Như vậy là nó kết nối được ha. Nó nhận này ha. Ok. Nên mình bấm ok luôn ha. Mình chọn ok luôn ha. Xong mình sẽ bắt đầu mình sẽ đổ cái chương trình xuống này ha. Sẽ đổ cái chương trình này xuống cái con bo này. Rít này. Rít là mình đọc lên đó ha. Mình sẽ write, write to PC ha. Mình sẽ đổ. Khi mình đổ thì mình sẽ thấy cái đèn truyền nhận nó chớp này ha. Chiều. Đấy, cái đèn truyền nhận ha. Đang chớp. Ok. Đó. Thế là nó đang truyền cái dữ liệu từ cái máy tính này ha vào cái bo này thông qua cái cổng, thông qua cái con này ha. Đó. Chớp chớp này ha, đang truyền đấy ha. Đây là truyền theo kiểu con này đang chạy là kiểu RS232 ha. Thì nó chạy RS232 thì nó chỉ phụ thuộc vào hai chân RX và TX thôi ha. Đấy. Rồi cũng USB đang đổ cái mình đang đổ cái chương trình xuống cái bo này ha. Đây, hiện tại mình đang làm rất nhiều bo như vậy ha. Ứng dụng làm cái này rất là sướng ha, tại vì mình đỡ phải làm mạch trang bị điện nhiều ha, và mình khống chế được nhiều thứ và mình làm được rất nhiều thứ với những cái này. Mình sẽ làm được rất nhiều mạch ha, với những cái bo này mình viết chương trình thì mình sẽ làm được rất nhiều mạch. Hiện tại thì mình đang làm các mạch ứng dụng ha, thực tế giá thành rẻ nha, dựa trên những cái bo này ha. Mình đang lấy bo này mình làm rất nhiều. Mình chỉ cần lập trình cho nó theo yêu cầu của mình thôi ha, cho nó chạy theo yêu cầu của mình thôi. Ok, khi mình đổ xong rồi nè ha. Đó. Đấy. Ok ha. Đấy. Đó, xong rồi. Rồi cái chương trình này xong rồi. Giờ mình sẽ lấy cái bo này đi mình làm việc thôi ha. Mình đổ vào tủ và mình làm việc của mình. Đấy, xong rồi đó. Đơn giản như vậy thôi. Ok.